Ở nhà hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu giữa U20 chủ nhà Uzbekistan gặp U20 Indonesia trong khuôn khổ là bảng A lượt trận thứ 3 vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 hay còn gọi là vòng loại U20 World Cup 2023 nha quý vị. Và bây giờ là những cái thông tin về cái trận đấu này. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2023 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh FPT Play. Quý vị và các bạn có thể vào kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt là sẽ xem được trực tiếp trận đấu này. Một cái trận đấu mà chúng ta rất là quan tâm vì là Uzbekistan và Indonesia, cái bảng đấu bảng A này và Iraq và Syria là cái bảng A này, bốn đội đó là hai đội mà vào tứ kết, mà Việt Nam của chúng ta giành được vé vào tứ kết thì chúng ta sẽ gặp trong các cái đội bóng tại cái bảng A này. Cho nên là chúng ta muốn gặp cái đội nào thì chúng ta hãy cùng theo dõi nha quý vị. Nói chung chúng ta hãy cùng theo dõi các cái trận đấu tại bảng A. Đó, thì cùng giờ thì trận đấu với lại là Iraq gặp Syria cũng diễn ra vào 21 giờ cùng giờ với trận đấu này nè. Và chúng ta hãy cùng xem cái đối thủ của chúng ta tại tứ kết là ai. Đó, thì nếu như mà chúng ta lọt vào tứ kết nha quý vị, và bây giờ là những nhận định phân tích dự đoán trước trận đấu. Đội chủ nhà U20 Uzbekistan đã chạm một tay vào tấm vé đi tiếp tại giải U20 châu Á năm 2023. Theo đó, những chú sói trắng đã toàn thắng cả hai trận khi đá tại bảng A, thắng 2-0 trước Syria, thắng 1-0 trước Iraq. Với tổng 6 điểm tuyệt đối, U20 Uzbekistan đứng đầu bảng đấu và chỉ cần một trận hòa ở lượt trận đấu cuối là chính thức giành vé đi tiếp. Theo đánh giá, với phong độ ổn định và sự chuẩn bị và rất là kỹ lưỡng và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà thì U20 Uzbekistan còn có thể làm tốt hơn với một chiến thắng ở lượt trận đấu cuối, qua đó tiếp tâm thế với đội là đứng đầu bảng A để mà né được cái đội bóng mạnh tại cái bảng A, bảng B nha quý vị. Bên kia sân thì U20 Indonesia bước vào trận đấu cuối cùng với áp lực cực lớn. Bởi bên ngoài việc phải có được 3 điểm, đội bóng xứ vạn đảo còn phải thắng với tỷ số cách biệt mới có thể giành vé đi tiếp. Rõ ràng với phong độ hiện tại và kinh nghiệm rất là ít ỏi của U20 Indonesia, đây là nhiệm vụ quá sức với thầy trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Nên biết U20 Indonesia mới chỉ có được một trận thắng tối thiểu 1-0 trước đội lót đường, đó chính là U20 Syria, còn lại là thất bại 0-2 trước U20 Iraq. Nhìn rộng hơn, U20 Indonesia chỉ thắng 2 lần, hòa 1 và thua tới 5 lần ở 8 trận mới nhất. Đó chính là một cái thành tích rất là tệ của U20 Indonesia. Và tôi hy vọng rằng cái trận đấu này thì Uzbekistan họ cứ thắng Indonesia và thắng càng nhiều càng tốt đi. Nói chung là tôi thì không có thích lắm đội bóng Indonesia U20 này. Nói chung mà họ mà về nước sớm á, thì chắc có lẽ là báo chí dư luận đồ cũng sẽ viết về so sánh với lại là U20 Việt Nam của chúng ta đấy cái kiểu gì đó. Thì đó chính là những cái chia sẻ mà Thái TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn video này. Dự đoán là Uzbekistan họ sẽ thắng với tỷ số là 2-0 nữa quý vị. Quý vị và các bạn dự đoán như nào thì hãy comment phía bên dưới. Và xin kết thúc video tại đây. Nhớ đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa khéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thái TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.